Là cháu bảo với chú Nhi này rất rất đó là rất là cái này là cái tiền có phải tiền của thằng quen ở dưới quê cho chứ mà chứ cũng bắt đầu nào đúng rồi, cháu làm sao mà có tiền để mà cháu giúp đỡ là cho cô. Bây giờ là cháu phải bỏ công các thứ để làm cơ mà, chú phải hiểu chứ. như là Cháu có phải là... cái tiền nhà cô là có ở dưới quê nó gửi tiền về cho chú Đúng làm rồi, đúng rồi. làm thuê người làm là chú đánh ra chú là người nhà có chú kiếm được nhiều tiền đấy em biết đấy Nhiều tiền là từ đâu à, về? thì chú nghĩ ít khi là chú phải quay gia đình em là cô là làm được một căn nhà thế này chú phải phải cho tí tiền cho mình chứ không cho ít nào chú phải coi như đi kiếm tiền đấy Bên em biết nhà rồi cái này em nhớ đấy em biết đấy nó ở dưới quê nó nói cho em đấy chứ sang này ở dưới cái quê nào? không biết điều như là em biết rồi nó bảo là cái gì sang này tiền là làm cái này có phải của dưới quê đưa tiền cho nó Ừ đúng rồi, chú nói chứ sang đúng, là tức cái là mất cháu cháu sang bảo thì này, nó làm cái mất tiền gì cháu cháu bảo tất cả những cái này là mạnh thường quân người ta giúp đỡ mà thầy đúng quên không? ai trước trước À à bây giờ là quay là phải là chứ nãy là phải cho 100 triệu đúng nói không? cho hết được cũng được chú Ừ nói thẳng cho chú chưa nhé chứ không ừ phải gọi là em không cho quay em bảo bao giờ chú về xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại thì San lại tiếp tục đang có mặt tại cái vị trí đất mà chuẩn bị sắp tới xây nhà cho anh Tùng các bác ạ. Hôm nay thì cháu cũng có việc các cái qua trên này, cháu muốn vào đây lát nữa thì xem một chút cái giấy tờ đất đợt vừa rồi là cháu giao lại cho anh Tùng. Anh Tùng làm rồi nhưng mà chồng bạn chưa rảnh để ký vào xong xuôi thì tức là mình có những cái giấy tờ đó đầy đủ thì ở bên xã mới xác nhận cho mình là rằng là cái đất này có hợp pháp hay không, tức là hợp pháp đúng là quyền hợp pháp sử dụng của anh Tùng hay không. Đấy, nói chung là mình làm cái gì cũng phải có những cái căn cứ các bạn, có những cái căn cứ rằng là đúng thì mình mới dám nói được. Hôm vừa rồi là cháu thấy là rất là nhiều các bác nói nhé, nhiều khi là những cái chỗ này mình xây, tức là mình xây cột giống như nhiều những cái chỗ đất ấy, mình xây cột lên sau đó mình đổ một cái mặt bằng rồi bắt đầu mới làm nhà. Ở hầu như ở bên Hà Giang hay là mọi người làm sẽ tương tự như vậy, nhưng mà thực tế San thấy là những cái căn nhà như vậy thì ít để mà đổ cột lên rồi đổ cái mặt bằng ít cũng phải 20-30 triệu rồi. Nhưng mà nó sẽ đất thật sự rất là dốc, giả sử như đất ở đây rất là dốc này, mình mua chỗ đất là rất là dốc không có mặt bằng ở dưới thì mình sẽ đổ như vậy thì sẽ ok hơn rất nhiều các bạn. Cháu đang ở đây đợi anh Tùng xuống rồi là mình sẽ thử đo đạc và sắp tới cho mình làm nhà như thế nào và cũng tiến hành cho hỏi hỏi thợ các thứ nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì cái con đường này nói chung là tức là xe ben thì chưa thể lên được, là không biết là mình nên là như thế nào hay lại phải chở vật liệu đến dưới kia đổ rồi lại dùng xe máy và chuyển lên trên này đây. Tại vì cái này thì cháu mấy hôm nữa thì cháu sẽ hỏi xem là trưởng bạn là mình sửa lại cái những cái đoạn đường này xe ben chở xong vật liệu nếu mà giả sử như hỏng á, hỏng hóc từ cái đoạn ở dưới này này lên trên này hỏng thì mình sẽ sửa và đổ lại nha, sửa và đổ lại và mình có thể là mình sẽ kè những cái vị trí đào lấy cuốc đào hơn là một chút này, nhưng mà chỗ này thì chắc chắn là xe ben sẽ không xuống được. Ở bên dưới thì chỗ này thì rất đất không chắc. Rồi cái vị trí này trên này rất là nghiêng. Cháu đang suy nghĩ không biết là mình nên đổ vật liệu ở chỗ nào mà được. Tại vì những cái vị trí này đào về lại quá lâu rồi. Quá lâu rồi nó không có bằng phẳng. Như là bố của Giao nói là bữa trước là ý định là cũng sẽ cháu cho máy cái máy kia lên trên này là sẽ sửa luôn ở đây.
Ở dưới này vẫn hiện tại bây giờ đang có một cái mái nữa, nhưng mà bố của Giao hình như là không có đào. Thế chú chưa làm nhà? Chú chưa làm nhà? Chưa có tiền. Chưa có tiền làm nhà. Thế không có tiền làm nhà nên không làm nữa à? Bán con trâu làm. Chú có 3 con trâu đúng không? Chú có 3 con trâu bán về làm được mà. Để làm giống hơn. Làm giống à? Đây. Nước ở đây ở trên nguồn hết chưa? Dạ. Nó nhỏ như này á. Ừ, nhưng mà phải có một cái bể, nó chính xác là phải có. Cái bể này của chú là nó sẽ thấm nước đúng không? Để đây lâu là nó sẽ thấm nước. Và các bác về xem thử cái nguồn nước này. Nguồn nước ở đây nó nhỏ như thế này. Đấy. Nó chảy như thế này, nhưng mà nếu mà có cái bể rất là to ạ thì đến mùa mưa nó cũng sẽ dự trữ được một phần. Và mùa khô ạ, như thế này thì phải có một cái bể thường xuyên để dự trữ ở đây. Thường xuyên để dự trữ ở đây để có thể là có nước để sử dụng. Cái này làm nhà cho anh Tùng thì nói chung là nước ở đây thì nếu mà có máy bơm thì ngay dưới suối cũng có đúng không? Có là nước này. Cái này mua một cái bàn để vào cũng thoải mái mà. Ở dưới ao này có này. Ao này cũng được. Bơm cái ao này lên để xây nhà. Cái ao này chưa đầy nhá, em để cái thảo hết đi, cái ao này không có đâu nào không được. Vâng, ý là xây nhà. Xây nhà. Thì chỉ Tùng quyết định là nhà đây à. Thì quyết định làm đây thôi chứ làm ở đâu. Giờ đất mình đã mua đây rồi. Là mình xin, đang chuẩn bị xin xin bên xã, chờ bên xã và bên huyện cho phép. Ôi, hoa mận nở hết rồi các bác à. Chuẩn bị tới Tết rồi. Đấy, rất là nhanh. Thì lại Tết rồi. Cũng dần dần như kiểu một năm đã trôi qua. Như các bác cũng thấy là khi mà nhìn vào vị trí này, mình cũng nhớ là cái thời cô ở trên này nữa. Lúc đó thì mình còn chưa nghĩ ra những cái nơi để xây nhà thứ, là mình xây ở bên này. Thực sự cháu khi lên trên này ấy, các bác biết đấy, Châu đang sống ở dưới đó. Kể cả như là Châu cũng tức là có một cái điều gì đó không muốn gặp mặt cháu cả. Đấy. Cho nên là cái căn nhà mình xây ra bao nhiêu những công sức, nhưng mà cảm giác mình đến có một cái điều gì đó nó rất là lạ. Lạ lùng và tức là có một cái khoảng cách nào đó rất là khó nói được. Bởi vì cô thì chưa khỏi bệnh nữa. Nên là rất là khó. Ôi ơi, con vịt gì mà lâu không có lông này? À, nó ăn lông của nhau á? Ăn lông nó như thế, ăn cua ăn thả thế nào? Thôi nhưng mà vịt của cô dưới kia nuôi tốt lắm mà. Đây con đường như cái này nó chỉ hết khoảng bộ quần. Cái này cái đợt này chắc nó lừa rồi. Cái màu này con to như cái này không thả. Vịt của cô đã được hơn được một cân rồi đấy. À, đến Tết là ăn thoải mái rồi. Cháu bảo với chú Nhi này này. Dứt đó là dứt là cái này là cái tiền có phải tiền của thành quân ở dưới quê cho chứ mà chứ cũng bất đồng nào. Đúng rồi, cháu làm sao mà có tiền để mà cháu giúp đỡ là cho cô. Bây giờ là cháu phải bỏ công các thứ để làm cơ mà, chú phải hiểu chứ. Cháu có phải là tiền nhà cô là có ở dưới quê nó gửi tiền về cho chú. Đúng làm. Rồi, đúng rồi. Làm thuê người làm là chú đánh ra chú là nhà cô chú kiếm được nhiều tiền đấy, em biết đấy. Nhiều tiền là từ đâu về? Thì chú nghĩ ít khi là chú phải quay gia đình em là cô là làm được một căn nhà thế này
chứ phải phải cho tiện cho mình chứ, con cho một ít nào chứ phải coi như đi kiếm tiền thôi. Bên nhà em biết rồi, cái này em biết rồi, nó ở dưới quê nó nói cho em đấy chứ sang này cái ở dưới quê nào không biết điều, như là em biết rồi, nó bảo là cái sang này tiền làm cái này không phải của dưới quê đưa tiền cho nó. Ừ đúng rồi, chú nói đúng, tức là cháu bảo này, nó là mất tiền gì, cháu bảo tất cả cái này là mạnh thường quân người ta giúp đỡ mạnh thường đúng quân không rất đỡ tiền mà chứ mẹ thuê người ta làm đường, nó bảo thế. Ừ thì ai chả thế, ai chả như thế. Bây giờ là cháu đi làm cháu cũng phải có tiền để cháu trang trải cuộc sống nuôi gia đình cháu chứ. Là nó cũng bảo là cái này thì cái này nói là chú là chú tính ra chú là cái làm nhà con nhà của cháu mình thì chứ phải quay video này chứ không được nhiều tiền này, tính ra chứ làm này không có quan mày chứ không kiếm được cái tiền này. Thì cháu bảo với chú nhá, cái gì cũng do duyên đúng không? Thế bây giờ em nghe hết đấy. Ừ. Bảo là chú sang này chú làm cái nhà này chú có kiếm được nhiều tiền đấy, được 500 triệu là hơn bao nhiêu tiền đấy, như thế cháu bảo với chú nghe như này này, được bao nhiêu tiền đó là công sức của cháu bỏ ra là cái này nhưng chứ. Mà là tiền của mạnh thường quân giúp đỡ được bao nhiêu á, là giúp đỡ được gia đình mình nhiều như vậy mà bây giờ mình còn không biết ơn lại đòi tiền cháu nữa thì thực sự mà cháu không hiểu suy nghĩ của chú với mọi người như thế nào. Tức là mọi người ở đây thực sự mọi người rất là thục dục, cái gì mọi người cũng nghĩ là tiền từ trên trời rơi xuống ấy. Chỉ nói thế, chú đúng không? Cái này nói cho chú chỉ quay cô bao giờ chú không quay. Nói thế. Ừ, cháu không quay nhưng mà tại sao lại cấm cháu giúp đỡ nhiều như này, bây giờ cấm không quay, bây giờ sao lại cho Châu quay ở dưới này? Không, bao giờ chú không quay. Thế tại sao Châu lại quay ở dưới này? Cái này về thì bao nhiêu công sức cháu giúp sao lại cướp đi những cái công của cháu? Cái này thì cũng phải ở bên thành quê anh nó cho ông em nói. Mạnh thường quân cho Châu trông thì trông nhưng mà ai cho quay video thế? Chứ gia đình em là cô chứ không được quay. Cái này nó thẳng. Ừ. Quay nhá. Cái này chú không cho. Như cái đấy là cái này là họ có người nói với chú đúng không? Ừ, cái này thì nói với chú là không cho quay đúng không? Nó bảo là chú về là không cho cả hậu, không cho quay gia đình em. Chú đi quay thằng khác thì quay như gia đình em không được quay. Ờ, cái đấy là chú, có người mách chú đúng không? Nhà chú phải quay thì chú phải cho tiền à? Đưa 100 triệu, họ về con quay thì đưa 100 triệu mới cho. Chắc là không cho quay đấy, nói thẳng. Không được quay nhá, em nói thẳng chú cho chú. Thế cháu bảo nhá, chứ không tất cả những cái nhà cửa này cháu báo với mẹ thằng Quân là tịch thu hết nhá. Ừ, chứ Quân nói là nói nó không cái này ok không, nó ở bên kia nó có nhưng cho. Mà là thương là mình cháu thương cho cô chứ là cháu chỉ nói chuyện với chú lần cuối như thế này này. À, chắc chắn là có người nói với chú là đòi tiền, cháu biết là ai nói rồi, không biết thế nào được như là nhá. Nhưng mà cháu bao nhiêu những công sức cháu giúp đỡ đến bây giờ là cái căn nhà cháu giúp đỡ rồi, nhưng mà đến đây có cảm giác như nó rất là khác lạ, xa lạ với cháu. Nên là chứ cô là không qua, em bảo thế không qua. Chứ không giúp là phải có người giúp. Chứ không. À, cháu không giúp là có người giúp, ai giúp? Không biết điện. Không quay video nhé, ai giúp? Chứ cô là bây giờ chứ không qua. Em nói chẳng. Thế cứ đừng cháu không quay thì quay, vâng, nhưng mà ý cháu bảo cháu không quay cô, nhưng mà là giao thì cháu đã hướng dẫn bao nhiêu, giao quay như thế nào cháu hướng dẫn hết, cả cái chống dung cháu cũng mang về cho, bao nhiêu những công sức cháu. Cái này thì chú nói, chú sang nói con cháu, chú mà, chú cho con đi. Trai đi Hà Nội họp đi, đi Hà Nội họp làm đi. Cái này là chú việc của chú, nhưng cái này không phải chú cho đâu, mà cái này ở dưới mình thành quen cho, đưa cho chú, nói cho chú thì chú mang về thì anh cũng là không biết. Anh hiểu ra cái này thì ở bên thành quen ở dưới quê cho này, cái này là xây máy là chú bảo nói dân giật chú chưa không cái hiểu này, cái đấy là có phải bên thành quen cho tiền cho mấy mươi đứa là chú để thì chú đó cháu làm gì có tiền, cháu có tiền không mất tiền gì đâu, chú chỉ quay kiếm tiền cho chú em đấy, chú không được quay bây giờ nói thẳng chú không được quay nhá, cái này em trước nói chưa không được quay. Ừ. Thế không có quay đâu. Chứ con cho là cũng phải nó bên quen dễ quen nó cũng phải cho nó ai biết mà cho không biết là em ở đây chứ không cháu quen. Cháu không quay ai biết mà cho chứ
Em bảo thế chú hiểu rồi, chú cháu, không quay. Ừ, cháu không quay thì ai biết mà cho này cho bây tiền. giờ em nói thẳng cho chú gia đình em này chửi đấy, em nói thế chú không được quay nhá. Nhưng mà cháu bảo này, lúc trước cô sống ở đây, tại sao? Không là cái này là em tại bảo. Cháu không lên quay ai biết mà cho cái căn nhà, ai biết mà cho nhưng cái nhà vệ sinh. Mà chú không quay là ở em này, em là đường cho nó bao nhiêu nỗ thế nào chết đường, em nuôi thì bé rồi. Thì thế mới cháu mới bảo là nhưng mà cháu không quay thì có cái gì, có cái nhà vệ sinh ở đây không? À, bây giờ là quay là phải cho 100 triệu đúng không? Nói cho mất đường cũng được. Nói thẳng cho chú chưa nhá. Chứ không phải bảo là em không cho quay, em bảo bao giờ chú phải không được quay. Em bảo. Ra rồi. Quay sao? Làm cái tàu này quay chứ tàu không được. Ta đây anh nhờ tí. Không được quay cô đúng không? Thế là quay chị cô là phải cho 100 triệu nhà mình à? Em cũng không biết đấy bố. À, chắc có người nói với bố đúng không? Em cũng không biết đâu. Cháu này không biết đấy, cái nào anh hướng dẫn em làm thì em cứ thế mà làm nhé, em lo cho cuộc sống của mình. Nói chung là anh giúp đỡ bao nhiêu, bây giờ cũng không có chịu hiểu thì thôi, anh cũng cái nào anh làm thì làm được thì làm, còn không mọi người nhưng mà bố không chịu hiểu thì thôi nhé. Thực tế mà nói thì trên con đường từ thiện thực sự không hề đơn giản một chút nào các bạn ạ. Rất là nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cháu sẽ vui vẻ và trải qua. Và sau khi mà cháu hoàn thiện cái căn nhà cho anh Tùng, mình sẽ có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu các bạn nhé. Mình sẽ không có quá là cần những cái cầu kỳ hay là nhiều những cái căn nhà mà cái căn nhà mà quá đẹp hay như thế nào cả, bởi vì là các bác cũng biết đấy, khi mà anh Tùng xuống dưới này thì tình làng nghĩa xóm, có được thì tốt, còn không được thì cũng là do cái việc của anh Tùng đối với anh em họ hàng thôi các bác nhé. Đấy, mình giúp đỡ bao nhiêu là cháu cũng biết thừa là ai rồi. Ai nói với bố của Giao là không có cho mình lên trên này quay video các thứ. Nên là nhiều khi vừa rồi là có các bác cứ trách cháu là cái số tiền của cô tại sao lại chuyển đi các thứ. Bây giờ là cái số tiền đấy mình giữ lại thì như thế nào? Bây giờ gửi ngân hàng thì như thế nào? Họ còn không có cho mình lên trên này, dù là ghi hình và không cho thì cả cái giấy tờ đất các thứ nữa, nói chung là rất là mệt luôn ạ. Và sẽ đóng góp những cái ý kiến xem cháu nên xử lý như nào các bác nhé. Cháu đang kiếm một kia que để đo đặt lại một chút kia đất để anh Tùng xuống, bởi vì anh Tùng thì cũng không nhìn thấy cả. Thường á, như thế này nó sẽ, tức là cái số mét sẽ không thiếu bao nhiêu cả. Đo như này này, tức là cái số mét á, là nó sẽ cũng sẽ chắc chắn là thừa hoặc thiếu thôi. Thừa thôi, không bao giờ thiếu. Đi là
Bây giờ là mình sẽ chừa ra. Giả sử như cái căn nhà là xây từ đây này, đi sang bên kia chẳng hạn, thì cháu sẽ chừa ra một khoảng để có thể là làm cái bếp. Năm sáu sáu mét, cái này thì hơi dài, sang bên này cũng quá dài các bạn. Mình chỉ cần để được khoảng là hai này, ba này, bốn này, năm, để khoảng 5 mét, 5,5 mét. Cháu để khoảng 5,5 mét để mình sang bên đấy là mình sẽ làm bếp. Còn sang bên này là nhà chính từ đây đi. Hai này, ba này, bốn này, năm, từ bên này cái chỗ này làm sân thì không biết có ổn không. Ở dưới này chỉ làm được đến đây thôi các bạn, làm được đến đây sang thôi, bởi vì ở dưới cái chỗ này là không biết là có đất mượn đã để lâu lắm rồi, nhưng mà chắc có lẽ là cái đất vẫn chắc, nhưng mà mình chỉ có thể là đến đây thôi. 9 9 2, chứ mình làm không quá, không thể làm to được cái nền nhà này, không thể làm quá to được, khoảng là 50 mét vuông thôi. Đâu xem nào, đúng không? Đúng rồi, khoảng 50 mét vuông là nhà chính. Nhà chính là khoảng 50 mét vuông, sau đó bếp, bếp riêng này. Tương tự như thế này, sau đó là có lẽ là chỉ có là nhà ống như thế này, hoặc là mình cửa hướng sang bên này cũng được. Vẫn còn một cái khoảng vẫn có thể là qua cái xe máy được ấy. Thì cháu hình dung một chút, sau đó là mình sẽ kiếm thợ thì mình sẽ nói chuyện là nên là như thế nào. Mấy cháu mới đo đạc và xem thử qua một chút. Và cháu có lẽ là cái này thì mình sẽ giả sử như thợ sau này làm á, mình sẽ không có khoán mà làm theo như kia mét vuông. Giả sử như là 1 mét vuông, 1 mét vuông là bao nhiêu đấy. Giống như lúc trước là xây kia bờ rào của cô ở ngoài á, là 1 mét vuông, là 1 mét vuông tường á, là 140.000 chẳng hạn. Đó, không, mình sẽ không có khoán làm như tại vì là nói chung là mình cũng cháu San cũng làm nhiều nhà tình thương rồi á, mình cũng hiểu ra rằng là nhiều khi những cái khoán á là nó cũng không thắng không thua, nhưng mà nó có một cái gì đó mình không thể nào kiểm soát được trước á, bởi vì đội thợ thì họ làm nhiều rồi, họ biết mà, mình không thì không có làm những cái nhiều những cái điều đó nên là mình không có biết được. Chính xác là như thế nào cả. Bây giờ là quay cô là báo công an à? Quay cô là báo công an đúng không? Hôm vừa là tức là còn có tiền của cô là còn có 16.300.000, cháu định gửi cho ngân hàng tiết kiệm cho bé chính. Nhưng mà chú không cho quay nữa, không cho ấy đến đây nữa thì chắc là cháu không
cháu báo lại cho các bạn thường quân xem như thế nào nhé. Nó bỏ nói cho em là nó bỏ là 22 triệu để cho trận chính là 18 tuổi để nó mới đưa cho chính ấy, nó không phải thấy cho em như vậy. Ai? Ở dưới quê á. Ai có 22 triệu? Nó bỏ 22 triệu là đến là 18 tuổi mới giao cho chính. Ai có? Như là cái này của được quê cho nó mà thấy mà nó gọi cho. Nhưng em. Mà ai? Ai em không biết thì nó nói hay. Số như thế nào? Em không biết người nó không gọi. Nhưng mà chú có điện thoại đâu mà gọi? Em là thì em biết là tao là. Nhưng mà chú có điện thoại đâu mà gọi thông qua điện thoại nào? Em này thì em không biết nó nói cho em đấy nó bỏ. Không, nhưng mà cháu thắc mắc là chú có điện thoại đâu mà họ. Nó bỏ cho em là. Nghĩa là nó sẽ cho 22 triệu chính đúng không? Là 18 tuổi. Bây giờ nó còn cho tiền thì cũng phải đến 18 tuổi. À, nghĩa là nó bảo mới bé 9, 18 tuổi nó cho. Không, cháu đang thắc mắc là ai gọi cho chú? Ở dưới quê gọi cho em ạ. Ở dưới quê chú có điện thoại đấy mà, ở dưới quê. Anh em chú có, họ làm gì có số điện thoại của chú mà gọi. Ai gửi số máy? Ở dưới quê, nào nói cho hết cho chú, nhưng mà quan trọng là chú còn không có số máy, chú đang không nói thật. Chú hở về phải cho một cái tôn đúng không? Đâu xem nào, lại mang cái sáo à, sáo bầu à? À, đây anh Tường mang cái sáo bầu xem này. Thổi xem nào. Ơ? Hả? Thổi mình vào mới kêu được. Nó nặng quá. Sáo bầu. Này, anh cầm đi. Anh hôm vừa rồi là có làm được cái giấy kia không? À, đây em xem. Trường bản không biết có nhà không nhỉ, dân này. Cái số của nó có ở không? Đó, em có. Để em xem này. À, ký rồi đây. Đâu, người làm chứng mà. Giống phá giống đây. Ừ, ký hết rồi còn gì nữa. Bây giờ chỉ còn chỗ của anh thôi, còn gì nữa. Còn chỗ của anh thôi. Anh có biết ký không? Đi điểm chỉ á. Thế em ký hộ luôn được mà. Sao đâu. Ký cái sắp sở vào thôi. Không, nhưng mà em ký hộ luôn được mà. Cái gì nhỉ? Kia là má. Nó chờ đang xem thử một chút xem là kia. Sao cái giá chuyển nhượng họ ghi như thế này? Có không đúng à? Cái gì giá chuyển nhượng 52 triệu đồng là sao? Mai mà mình còn chưa ký đấy, mình xem lại đấy. Nó bảo là 52 triệu á? Ừ, ghi trong này là 52 triệu đây. Ai mà ký như thế đấy nhỉ? Ai giúp làm kiểu này? Anh Trư rồi, đúng rồi anh Trư rồi. Trư làm á? Anh... À, đây là làm một tờ mẫu thôi. Tờ mẫu thôi, còn chưa có ký cái gì hết. Đấy, mình phải xem xét. Xem. Anh Tùng không biết xem thì vâng. Sau này là chết đấy. Vâng. Đây, em... anh gọi lại cho anh Trư xem này. À, anh Trư ở nhà không nhỉ? Anh Trư ở trên kia. Trên kia. Vâng. Anh gọi lại em hỏi xem này. Cái gì mà... À chết rồi, cái này là cái ông
Không phải rồi, không phải, không phải, không cần gọi cho anh Trư đâu. Em biết rồi, em biết vì sao sai rồi. Cái này là cái anh không nào đi. Không phải đâu, cái nội in kia, cái thằng in kia nó in sai. Nó in sai cái giá tiền. Nên là anh Trư viết theo. Không sao, không sao. Không sao, bây giờ cũng chưa có ký gì hết. Để em tí nữa em khác làm lại. Làm lại rồi anh chỉ cần mang đi cho anh Trư ký này. Giúp anh ký này. Rồi là anh giống kịch. Tí nữa ra trung tâm xã làm lại. Không sao, em bây giờ mới nhìn thấy. Vâng, tức là hôm bữa là đi in cái giấy chuyển nhượng này á, là cái ông đánh mái này nó đánh sai cái số tiền. Nên thành ra là chắc là anh rể á lại nhìn cái số tiền đấy ghi vào. Đúng rồi. Nên là anh rể chắc cũng thắc mắc đấy, thắc mắc đấy, nhưng mà chưa biết hỏi ai. Hỏi anh thì anh không biết gì mà. Bởi vì biên bản à, đây chỉ là đang viết một tờ mẫu thôi. Thường người ta làm phải làm hết hai tờ để mỗi gia đình cầm một tờ, anh hiểu không? Gia đình cầm một tờ đấy, tí nó đi làm lại em sẽ giúp viết hết những cái thông tin này, có thông tin rồi viết hết, anh chỉ cần đi xin chữ ký thôi là xong, chờ bản của anh Trư là xong đấy. Trư không như này là tự dưng viết làm em giật cả mình thành cái số tiền to thế, đang mà hai triệu thì chết còn chết nhưng mà ừ thì chết thật đấy chứ, 52 triệu thì chết à. Tự dưng thành cái số tiền to thế là xong luôn đấy. Mài quá, cái đấy là do mình đánh dấu, à, mình viết cái ông in này nó làm sai cho mình. Nên tí nữa em đi làm lại, cái tờ này có như hủy đi. Cái đấy thì cũng chưa có ký rồi hết, chưa có ký mà. Chưa có ký thì hủy lại đi. Đấy. Các bác ngày hôm nay thì cháu anh gặp anh Tùng thì may mắn là xem lại cái giấy tờ đất. Tức là hôm bữa là cháu đưa những cái giấy tờ các thứ là cho anh rể làm. Thì anh rể lại cũng... Chắc ngày xưa anh rể cũng học hết lớp mấy nhỉ? Lớp 10 rồi. Lớp 10 á? Sao lại học hết lớp 10? Lớp 8, lớp 9, đó, lớp 10. Thì lại như thế này. Nên là ngày hôm nay cháu cũng xin chia sẻ với các bác một chút. Nói chung là những cái gì của ông bố ấy nói thì thực tế mà nó họ không có cho mình quay thì mình cũng không cần thiết cả các bác, không cần thiết cả. Nhưng lát nữa thì cháu sẽ xuống dưới này cháu trao đổi một chút với các bác, và có thể là đúng là cái duyên của mình đối với cô đã hết rồi các bác. Thực tế mà nói mình không có muốn là rời bỏ cô ngay lúc này cả, đó là cái điều sự thật cả. Và khi mà anh Tùng xuống dưới này, sống dưới này thì không biết là có sau này sẽ có ổn hay không. Tuy nhiên thì cái này thì cháu nghĩ là đối với anh em của họ thì họ tự bàn bạc với nhau thôi, họ cũng là anh em với nhau, còn cháu là chỉ là đại diện bên mẹ thường quân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thôi. Còn người ta tiếp nhận thì mình sẽ giúp đỡ, còn không tiếp nhận thì thôi, mình sẽ giúp đỡ hoàn cảnh khác các bác nhé. Ngày hôm nay video này xin kết thúc video tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác, cô chú, anh chị trong một video clip gần nhất trên kênh Hoàn Các Vùng Khao nhé.